ca tinh cao chiếu, vận đáo hanh thông, tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà. Hoan hỷ chào đón quý tín chủ tuổi Mậu Thìn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng quý tín chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, nam mạng, là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn trong năm này, vận trình được nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài ưu ái, quý nhân phù trợ, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà, làm ăn trúng lớn, có cơ hội trúng số độc đắc, đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe, ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, thì ngay sau đây xin mời quý tín chủ tuổi Mậu Thìn cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nam mạng. Trong năm Giáp Thìn 2024, vận trình tuổi Mậu Thìn nam mạng không mấy khả quan. Nguyên nhân do phạm phải năm tuổi hay còn gọi là năm thái tuế, đều là năm thìn nên phạm, bạn sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, trong năm có nhiều hung tinh đả kích, lại thiếu cát tinh để giải trừ hung tinh, nên lành ít dữ nhiều. Hai phương diện chịu tổn thất nặng nhất là sự nghiệp và sức khỏe, đề nghị tuổi này cần mạnh mẽ, cố gắng hơn nữa. Theo tử vi cho thấy, tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nam mạng, trong năm 2024 là 37 tuổi, gặp sao La Hầu chiếu mạng và hạn tam kheo. Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Đối với đàn ông gặp sao này thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tiền tốn của, đau ốm, sinh ra tật ăn chơi, lãng phí, bồ bịch, bài bạc, bê tha bia rượu, gia đạo mâu thuẫn bất hòa liên miên. Đối với nữ mệnh thường mang tiếng, cãi vã, sinh ra buồn bực muộn phiền. Sâu chuỗi lại vấn đề ta thấy rằng nam gặp sao La Hầu chiếu mạng nên tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh những chuyện đào hoa bất chính, đề phòng đau ốm, tranh chấp cãi cọ, kiện cáo hoặc mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, nghi ngờ, khó giải trình. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về ngũ hành, luận giải tử vi tuổi Thìn 1988 năm 2024, nam mạng cho biết ngũ hành mộc của người tuổi này gặp ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn là chủ về sinh xuất. Năm Giáp Thìn đối với người hành mộc bản thân chủ về hao tổn. Tiến hành công việc gì cũng tưởng như thuận lợi nhưng thành quả lại không được như ý muốn. Bởi vì cơ bản không có đầu đuôi rõ ràng. Sức khỏe chủ mệnh tuổi này có thể bị bệnh về mắt nên cần hết sức chú ý cẩn thận. Trong năm, người có bản mệnh mộc công việc làm ăn dễ gặp trở ngại cũng như bất lợi. Xét về thiên can. Thiên can của người tuổi này là mộc, thuộc hành thổ, gặp năm 2024, thiên can là giáp, thuộc hành mộc, là quan hệ chủ về tương xung. Theo tử vi Mậu Thìn 2024 nam mạng, chủ mệnh công việc dễ có sự thay đổi hoặc mở mang thay đổi công việc mới. Năm này chủ mệnh dễ vướng phải chuyện thị phi, cùng với đó là chuyện tình cảm của thành viên trong gia đình gặp nhiều chuyện bất lợi. Ngoài ra, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều cho các công việc của bản thân hoặc phục vụ gia đình. Xét về địa chi. Xem tử vi năm 1988 năm 2024 cho biết người này tuổi Thìn, gặp năm Giáp Thìn có địa chi Thìn, nên mối quan hệ giữa năm với tuổi của chủ mệnh thái tuế. Năm này chủ mệnh thái tuế bản mệnh, bản thân tự hình hoặc cũng có thể được gọi là năm tuổi. Trong năm người này phạm vào thái tuế đáo tụng đình nên dễ gặp phải chuyện thị phi hoặc có những thay đổi về kinh doanh làm ăn. Ngoài ra trong tư tưởng bản thân cũng như định hướng của cuộc sống có những hướng mới trong năm Giáp Thìn. Xét về cung phi. Theo tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2024, nam mạng cho hay cung phi tuổi này là chấn, thuộc ngũ hành mộc, gặp cung phi của năm Giáp Thìn là chấn, thuộc ngũ hành mộc, là chủ về phục vị.
công việc làm ăn trong năm này không dự báo có sự biến đổi. Bên cạnh đó, nếu thay đổi công việc thì chủ về không có lợi, nên chủ mệnh chọn thời điểm khác tiến hành dự định mới sẽ tốt hơn. Về ngũ hành của cung phi năm và tuổi, cùng là hành mộc, nên chủ về bình hòa. Theo đó, phương diện tiền bạc, tài chính và tình cảm của gia đạo cũng ở mức trung bình và không có nhiều biến động. Xét về tứ trụ, thiên hòa, địa hòa, năm giáp thìn, mọi việc của nam tuổi mậu thìn không có sự tiến triển tích cực. Sức khỏe của nam tuổi mậu thìn cũng nên quan tâm nhiều hơn vì có thể dễ ốm đau. Về gia đạo của tuổi này năm này cũng khó được như mong muốn. Vận niên năm 2024. Năm 2024, nam tuổi mậu thìn gặp vận niên, ngưu hồi sơn. Ngưu hồi sơn, tức là châu về núi non. Ở núi thì có ít cỏ nhưng có nhiều lá cây non, xanh và xa loài người nên không phải kéo cày nên tấm thân khỏi cơ cực. Do nếu vạn niên phạm vào năm này thì gia chủ ít tài lộc nên cẩn thận trong việc làm ăn, chắc có lợi với mình thì mới nên làm. Về tình cảm, trong năm này thì có thể bạn sẽ gặp một vài xung đột nho nhỏ, mất cắp. Do vậy bạn đừng nên quá nghi ngờ những người xung quanh, rộng lượng tha thứ với mọi người nhằm bớt suy nghĩ tiêu cực và đầu óc thoải mái. Sao chiếu mệnh, sao la hầu. Chủ về gặp điềm dữ và không được thuận lợi. Trong năm bất lợi về pháp luật, công quyền, chú ý thị phi hoặc những tranh cãi. Tuổi này năm 2024 có thể gặp phải chuyện sầu bi hoặc những phiền muộn. Chú ý về người mệnh mộc gặp bất lợi trong tháng 1, tháng 7 âm lịch hơn so với mạng khác vì sao chiếu hành kim xung khắc với mộc. Vận hạn, hạn tam kheo. Người vướng phải hạn tam khoe, đưa tới những bất lợi trong việc đi lại. Chủ mệnh nên hạn chế đi lại trong năm, chú ý xây sát về chân tay, các chứng bệnh mỏi mắt, phong thấp cũng nên đề phòng. Về phương diện sự nghiệp của tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nam mạng, năm 2024. Tử vi tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988 trong năm 2024 nam mạng, dự báo vận trình sự nghiệp của những người tuổi này trong năm 2024 tương đối ảm đạm. Bị ảnh hưởng bởi các sao hung tinh như Hoàng Phiên và Thái Tuế, công việc của bạn gặp nhiều bất ổn. Cục diện tương hình án ngữ, đường công danh sự nghiệp có nhiều chông gai và thử thách, lúc này rất cần sự bền tâm bền trí của bản mệnh mới mong chiến thắng số phận. Trong năm nhiều vấn đề bất lợi ập tới, khiến bản mệnh Mậu Thìn phải đối diện với nhiều rắc rối phải xoay sở trong một sớm một chiều. Để có thể thay đổi vận mệnh, cần phải chủ động nắm bắt cơ hội mới, tích cực vận động trong khó khăn thì nhất định có thể tìm được ánh sáng nơi tăm tối. Công việc có nhiều sự ngăn trở mà con giáp này khó xử lý nên mọi việc không thể phát triển thêm. Nếu nhìn một cách khách quan, vẫn có thể nhìn ra điểm sáng so với năm 2023 trước đó. Nhưng chưa thực sự rõ ràng, vẫn cần bản mệnh phải cố gắng kiên trì bền bỉ. Khi có vấn đề xảy ra, hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ vấn đề. Thay vì tạm thời bỏ qua, nếu không lỗi sai lặp đi lặp lại, khiến cho bạn dù cố gắng nỗ lực bao nhiêu, cũng chỉ hoài phí công sức mà thôi. Năm nay còn cho thấy, có họa tiểu nhân đang treo trên đầu, Mậu Thìn dễ bị hãm hại, hoặc vướng phải họa kiện tụng thị phi, điều tiếng đủ vấn đề, môi trường công sở vốn phức tạp. Càng cần phải chú ý những chiêu trò mờ ám của đối thủ, thường ngày bạn nên cố gắng xây dựng các mối quan hệ hài hòa với mọi người, vừa tốt cho công việc, vừa hạn chế những khúc mắc không đáng có. Tuy hung vận khá lớn, song sự chăm chỉ vốn có sẽ giúp thành tích công việc của bạn dần dần được nâng cao. Chính ấn cho thấy trong năm, bạn cũng nên tích lũy kiến thức chuẩn bị cho sự đột phá về sau này. Về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Thìn năm 2024, nam mạng. Thái Tuế và hung tinh kiếm phong khiến cho tuổi Mậu Thìn năm nay gặp nhiều tổn thất về tiền bạc. Bạn không chỉ gặp khó khăn trong việc gửi tiết kiệm mà ngay cả những khoản tiền gửi trước đó cũng có khả năng bị tiêu xài hoang phí. Đồng thời, tuổi Mậu Thìn những người sinh năm 1988 cũng không nên coi thường cuộc khủng hoảng do năm nay mang lại. Nhiều người thậm chí phải bỏ tiền túi ra để giải trừ tai họa. Vì vậy, bạn phải chăm chỉ kiếm tiền hơn trong năm nay, nếu không bạn có thể rơi vào khủng hoảng tài chính bất cứ lúc nào. Việc hợp với người khác chưa chắc bạn đã thành công nếu làm theo, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp. Bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn, làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn, đừng vì nóng vội tính của mình mà đầu tư mù quáng, kẻo tiền bạc đội nón ra đi. Tử vi cho thấy, năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận, bản mệnh đừng nên ỷ vào sự khôn ngoan, ứng xử khéo léo để khởi mưu cầu. Cho dù bạn tài ba, đoạt được thành công cũng chỉ là tạm thời, ẩn tàng phía sau sẽ là họa hại, khó khăn gấp bội, nên bạn cần mọi sự cẩn trọng,
không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân. Tiêu dùng có kế hoạch cũng khiến bạn cân đối được mức thu chi của mình, không chi tiêu vượt quá mức cho phép mà có thể liệu cơm gắp mắm để có cuộc sống no đủ, tránh nỗi lo nợ nần. Về phương diện tình cảm của tuổi Mậu Thìn, những người sinh năm 1988 trong năm 2024, vận trình tình cảm trong năm thì nằm ở mức trung bình. Mặc dù đây là năm tuổi của bạn, nhưng Thái Tuế không có tác động lớn đến vận trình tình cảm, vì vậy tuổi Mậu Thìn chỉ cần yên tâm đối xử với nửa kia thật tốt là được. Người tuổi Mậu Thìn vận trình tình cảm có thăng có trầm. Bách Việt trợ đào hoa chiếu mệnh, người độc thân dễ tìm thấy nhân duyên thuộc về mình. Tuy nhiên, do nguyệt lệnh lâm đất tử nên tình cảm chẳng được vững vàng. Người mới yêu có thể sẽ thấy trông chênh khi chưa thực sự hiểu và tin tưởng đối phương, chưa thể nói tiếng yêu sâu sắc. Thiên nguyệt thể hiện sự bi quan, hung tinh này có thể ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của bản mệnh. Những chú rồng không còn đủ tự tin vào chính mình, sợ rằng người ấy sẽ thay đổi cách nhìn về mình khi biết hết mọi sự thực được che giấu. Với các cặp đôi thì có lẽ các bạn nên dành thêm nhiều thời gian cho nhau hơn, có thể những trục trặc, vướng mắc sẽ tiêu biến nếu hai bạn cùng nhau chia sẻ, tâm sự để tìm cách giải quyết thay vì giấu giếm đối phương. Bạn chưa hề say trong lưới tình mà vẫn giữ được lý trí rõ ràng, không để chuyện tình cảm làm mù quáng. Tuổi Mậu Thìn có thể sẽ cân nhắc một thời gian trước khi quyết định thực sự bước chân vào một mối quan hệ mới. Nhưng xét cho cùng, năm 2024 cũng lắm trắc trở, Mậu Thìn nên dành nhiều tâm sức hơn cho việc kiếm tiền và chăm lo cuộc sống. Chuyện yêu đương hay thoát ế vẫn nên thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thìn, những người sinh năm 1988 trong năm 2024. Sức khỏe của Mậu Thìn 37 tuổi trong năm 2024 là vấn đề khá lo ngại. Dưới ảnh hưởng của sao hung tinh phục thi, những chú rồng gặp tình huống gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Trong đó chủ yếu là những chuyện ngoài ý muốn và mức độ nghiêm trọng cao. Tử vi khuyên tuổi Mậu Thìn trong năm Thái Tuế cần đề cao an toàn của bản thân, làm tốt sự chuẩn bị trong mọi tình huống, đặc biệt tránh đi đến những nơi nguy hiểm để đề phòng tai họa bất ngờ ập đến. Trong năm 2024, tuổi Mậu Thìn chịu tác động của hạn Tam Kheo, là hạn chủ về sức khỏe, người gặp hạn Tam Kheo nên chú ý các bệnh về xương, khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra người gặp hạn Tam Kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân, xương, khớp. Những người có hạn Tam Kheo trong năm cần chú ý thường bị đau mắt và tay chân. Những tuổi gặp năm hạn Tam Kheo có thể bị các bệnh suy giảm thị lực, đau mắt, cận thị. Một số người khác có thể mắc các bệnh liên quan đến xương, khớp, tay chân hoặc bị té ngã dẫn đến tay chân bị thương tích. Về đời sống, người tuổi Mậu Thìn trong năm này không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc. Nếu không, rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống cho bạn. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Xung đất tốt cho tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Mậu Thìn, Nam Mạng, hợp với giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Quý anh cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch, là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Mậu Thìn gồm các khung giờ sau. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Mậu Thìn. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch, là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam.
ngày mùng 3 Tết. Dương lịch, thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón tài thần, thân tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Xông Đất hợp với gia chủ tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Mậu Thìn, điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Xông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý anh nhận được càng nhiều. Các tuổi Xông Đất tốt cho gia chủ tuổi Mậu Thìn năm 2024 gồm có các tuổi sau: Bính Thân 1956, Giáp Tý 1984, Mậu Tý 2008, Mậu Thân 1968, Nhâm Tý 1972, Nhâm Thân 1992, Giáp Thân 2004, Bính Tý 1996, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Sửu 2009. Các tuổi cần tránh, không nên Xông Đất cho gia chủ tuổi Mậu Thìn năm 2024 gồm có Nhâm Thìn 2012, Quý Tỵ 2013, Quý Hợi 1983, Công Tuất 1970, Nhâm Tuất 1982. Tử vi tuổi Mậu Thìn, nam mạng năm 2024 có Phạm Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc, Thái Tuế, Trạch Tuổi Không. Tam Tai năm 2024, ví dụ, bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn Tam Tai vào các năm Dần, Mão, Thìn. Như vậy, tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nam mạng, năm Giáp Thìn 2024, sẽ phạm tam tai năm thứ ba. Tuổi Kim Lâu năm 2024, năm Giáp Thìn 2024, gia chủ Mậu Thìn, sinh năm 1988, là 49 tuổi âm lịch. Theo cách tính này, gia chủ sẽ không phạm Kim Lâu. Hạn Hoang Ốc năm 2024, gia chủ tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, là 49 tuổi âm lịch, gia chủ sẽ không phạm hạn Hoang Ốc. Thái Tuế năm 2024, gia chủ tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, năm Giáp Thìn 2024 sẽ phạm vào hình Thái Tuế. Năm hạn Thái Tuế hại tuổi Cầm Tinh, đại diện cho năm đó dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng chưa đến nỗi phải kỵ. Tuy nhiên, bản mệnh cũng dễ gặp chuyện bất an, tài vận suy kém, sự nghiệp gặp trở ngại. Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ, không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác. Tất cả những hành động trên sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Trạch tuổi năm 2024, theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Mậu Thìn, sinh năm 1988, trong năm Giáp Thìn 2024 là trạch hư. Trạch hư là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Và năm 2024, gia chủ tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, gặp trạch hư, không nên mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm nay. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, cần đặc biệt chú ý tới hạn Tam Kheo và sao La Hầu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Tam Kheo đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ. Tam Kheo là hạn chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Người gặp phải hạn Tam Kheo có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân, vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô xát mà gây ra chấn thương. Về sức khỏe, người gặp hạn này cần lưu ý chứng bệnh về phong thấp, các thương tích liên quan tới tay chân. Về đời sống, để tránh những thương tích thì tốt hơn hết cũng không nên có mặt ở nơi đông người, tránh các xích mích, hiềm khích. Có 3 điều cần biết để vượt qua hạn Tam Kheo đối với quý anh tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988. Thứ nhất, hạn chế đến những nơi đông người, cố gắng nhẫn nhịn trước tất cả mọi việc, khi có xảy ra chuyện không may, cần suy nghĩ kỹ lưỡng, không để bị những người khác khiêu khích. Thứ hai,
gia chủ nên học cách nhẫn nhịn, tìm hướng giải quyết một cách thấu đáo, làm việc chân chính, không toan tính điều xấu. Đặc biệt, nếu bạn làm cơ khí lúc nào cũng phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận để hạn chế tai nạn lao động. Thứ ba, cần chú ý ăn nói trong giao tiếp hàng ngày và tìm hiểu các mối quan hệ trước khi thân thiết, yêu đương. Bên cạnh đó, hãy giữ cho tâm luôn hướng thiện, làm nhiều việc tốt. Sự tác động của sao La Hầu đối với quý anh tuổi Mậu Thìn 1988 trong năm 2024. Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Sao này tác hại mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao La Hầu là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao La Hầu thường thực hiện vào ngày mồng 8 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày mồng 8 tháng 1 âm lịch vì đây là ngày La Hầu tinh quân giáng trần. Vận trình từng tháng theo âm lịch của quý anh tuổi Mậu Thìn, những người sinh năm 1988 trong năm Giáp Thìn 2024. Tháng 1 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thìn, nam mạng. Tử vi tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988 trong năm 2024, nam mạng nhận thấy vận thế trong tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn của tuổi Mậu Thìn không tươi sáng mấy. Do ảnh hưởng của năm Thái Tuế nên bạn làm gì cũng khó khăn, thường xuyên gặp rủi ro nên tâm trạng kém, dễ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Vì vậy, tuổi Mậu Thìn nên chú ý trò chuyện và thảo luận nhiều hơn với các thành viên trong gia đình trong tháng này để giảm bớt căng thẳng tinh thần và những cảm xúc u ám. Đồng thời, bạn cũng nên chú ý áp dụng các mẹo phong thủy cho người bị phạm Thái Tuế trong năm 2024 để vận trình cả năm trở nên hanh thông, giảm bớt điểm xấu hơn. Bước sang tháng 2 âm lịch của nam tuổi Mậu Thìn trong năm 2024. Con đường sự nghiệp của Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 2 này có nhiều gập ghềnh. Do bị ảnh hưởng bởi sao xấu Thái Tuế và Hoàng Phiên chiếu mệnh, bạn dễ bị ảnh hưởng bởi một số công việc và việc nhà phức tạp trong tháng này. Không chỉ vậy, khối lượng công việc ở nơi làm việc cũng sẽ tăng lên một cách khó hiểu. Nếu con giáp này không thể xử lý kịp thời nhiệm vụ của mình thì rất có thể sẽ cản trở và ảnh hưởng đến những việc khác nữa. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024. Tháng mới lâm cục diện Thìn Thìn tự hình, Mậu Thìn có tâm lý muốn phản kháng, chống đối lại những quy định nghiêm ngặt tại nơi làm việc. Bạn cho rằng chúng đang kìm hãm sự phát triển của bản thân và bày tỏ thái độ rõ ràng. Bạn có thể đề bạt ý kiến với cấp trên, nhưng cũng nên chú ý thái độ của bản thân, chớ nên vượt quyền. Lưu ý rằng, trong tháng này có hung tinh chiếu mệnh, bạn không nên tham gia bài bạc, đỏ đen hoặc tham gia đầu tư mạo hiểm, nếu không cũng sẽ gây ra những tổn thất về tài chính. Tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thìn, nam mạng. Tinh thần của nam tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, không mấy lý tưởng trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi Thái Tuế là hung tinh tác động nên bị áp lực tâm lý rất lớn. Bạn thường chỉ vì việc vặt mà cảm thấy tổn thương và đau lòng, buồn bực không vui, vì thế mà vô tình để cho nhiều cảm xúc tiêu cực quấy nhiễu mình. Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2024 nam mạng, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nếu bạn cảm thấy trong lòng có nhiều chướng ngại tích tụ mà không muốn chia sẻ cùng người nhà, người tuổi Mậu Thìn đừng ngại mà hãy nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý để xác định tâm bệnh và tìm cách chữa trị. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thìn, nam mạng. Mậu Thìn có thể khá đau đầu khi chưa tìm ra cách giải quyết cho những xích mích với đồng nghiệp trong tháng này, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của bạn. Hiệu suất cũng có thể vì thế mà sụt giảm, nếu bạn không thể xử lý ổn thỏa, cấp trên có thể sẽ can thiệp và vấn đề sẽ không đơn giản như hiện tại đâu. Tài lộc của Mậu Thìn tuột dốc không phanh, bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh kiếm phong, trong tháng này bạn tiêu tốn quá nhiều tiền và có khả năng bị tổn thất tài chính nghiêm trọng do thói xa hoa của mình. Đặc biệt trong vận thiên tài, khoản tiền nhờ may mắn trời cho mà có, bạn sẽ bị thâm hụt kha khá do đầu tư thất bại, phải gánh chịu nhiều nợ nần. Bởi vậy, tuổi Mậu Thìn cần quản lý tiền bạc thật tốt trong tháng này, không nên chủ quan hay tiêu xài hoang phí để tránh thiệt hại. Tử vi tháng 6, âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thìn, nam mạng.
Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có vận trình tài lộc, tình cảm phát triển ở mức trung bình khá trong tháng 6 âm lịch. Đối với người độc thân, vì phạm thái tuế nên vận trình tình cảm của những người tuổi Mậu Thìn đang còn độc thân trong tháng này không được khả quan cho lắm. Con đường đến được trái tim người ấy trải qua biết mấy gian nan, nhưng bạn không phải là không còn cơ hội. Lúc này, hãy làm việc chăm chỉ để vượt qua những khủng hoảng và thử thách do năm tuổi của bạn mang lại. Sau đó hãy từ từ xem xét các vấn đề, tình cảm sẽ tốt hơn. Sang tháng 7 âm lịch của tuổi Mậu Thìn trong năm 2024. Trong tháng 7 âm lịch này, tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 nam mạng, về mặt sự nghiệp tương đối ổn định. Mặc dù công việc của bạn không có nhiều cơ hội, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng của mình, tình trạng đó đang dần được phục hồi. Tuy không có gì cải thiện lớn nhưng nhìn chung cũng tươi sáng hơn trước rất nhiều. Thời gian này nên tăng cường học hỏi, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao chuyên môn của bản thân trong tháng này. Có như vậy, bạn mới không bỏ lỡ những cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Đôi khi cơ hội tới nhưng bản thân bạn lại chưa đủ năng lực để đón nhận, cuối cùng bỏ lỡ rất đáng tiếc. Những người kinh doanh nên kiềm chế lòng tham và ham muốn của mình, đừng tham gia vào những lĩnh vực mà mình không chắc chắn. Đầu tư mạo hiểm có thể sẽ thu được món lợi không nhỏ, nhưng rủi ro kèm theo cũng lớn hơn rất nhiều. Bước sang tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Mối quan hệ tình cảm của người tuổi Mậu Thìn 37 tuổi có thể gặp khủng hoảng trong tháng này. Đối với những người đã có gia đình, chuyện tình cảm liên tục bị tác động bên ngoài làm cho rạn nứt. Bởi vậy, bạn cần chú ý và xử lý thật tốt những trường hợp dễ gây ra hiểu nhầm. Đây có thể coi là những thử thách thường xảy ra trong hôn nhân. Tuổi Mậu Thìn cần học cách chia sẻ nhiều hơn, cùng phối hợp với đối phương để tháo gỡ khúc mắc, hóa giải nguy cơ chia rẽ trong tình yêu. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của nam tuổi Mậu Thìn. Mối quan hệ xã hội của nam tuổi này dự kiến sẽ có phần khởi sắc vào tháng 9 này. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Phúc Lộc, không ít người sẽ gặp được quý nhân hỗ trợ. Trong công việc, bạn có thể gặp được những người có năng lực sẽ giúp đỡ cho sự nghiệp hoặc cuộc sống của bạn. Hơn nữa, vận xã giao cũng thêm phần mở rộng. Tuổi Mậu Thìn nên nhanh chóng tranh thủ cơ hội để phát triển mối quan hệ và cố gắng làm quen với nhiều quan chức cấp cao hơn. Tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Thìn nam mạng năm 2024. Vận trình tổng thể của những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 khá suôn sẻ trong tháng 10 này. Lúc này bạn không chịu ảnh hưởng nặng từ thái tuế và hung tinh, vì thế mọi phương diện đều được giữ ở mức phát triển ổn định. Đặc biệt là về mặt sự nghiệp, vận thế của tuổi này khá hanh thông, không những dễ bề xử lý việc nhỏ nhặt ở nơi làm việc mà còn có cơ hội nhận được sự khen ngợi, đánh giá cao từ lãnh đạo. Tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thìn, nam mạng. Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, nam mạng, trong năm 2024 cho thấy vận trình tài lộc của bạn tháng 11 năm 2024 này cũng khá ổn định. Sự nghiệp có sự thăng tiến, vận trình tài lộc cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Đồng thời, một số người ra ngoài làm ăn cũng có thể tranh thủ thời gian cuối năm để buôn bán, kinh doanh tốt, kiếm thêm được không ít lợi nhuận về tay mình. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thìn, nam mạng. Đây sẽ là một tháng có nhiều thu hoạch bất ngờ với tuổi Mậu Thìn, nam mạng, đặc biệt là phương diện tài chính. Bạn có nhiều cơ hội hợp tác với những khách hàng tiềm năng và phù hợp với chiến lược mà bạn muốn hướng tới, hiệu quả công việc được nâng cao, sẽ kéo theo thu nhập khởi sắc. Nhưng dù có nhiều tiền đến đâu, bạn cũng không nên vội vàng dấn thân vào những dự án đầu tư mà bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm. Đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà đạt được lợi nhuận cao, trong khi bản thân không cần bỏ ra quá nhiều công sức. Nếu không cẩn thận, bạn không chỉ có nguy cơ thua lỗ mà còn có thể vi phạm pháp luật, dẫn đến rắc rối không đáng có. Vận sức khỏe của nam tuổi Mậu Thìn trong tháng này tương đối tốt, không có gì đáng lo lắng, dù phạm phải thái tuế nhưng các trở ngại cũng không quá lớn. Tuy nhiên vì cuối năm sẽ bận rộn nhiều việc, bạn cũng cần phải chú ý hơn đến các vấn đề nảy sinh trong gia đình nên sức khỏe có phần suy yếu. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc
giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.